mỏ đèn này có tên gọi là DJ Royal Singer 2-in-1 New. Đây là một mỏ đèn phù hợp để mọi người mua trang trí cho phòng bay, phòng karaoke hoặc là trang trí ở những buổi tiệc party sôi động. Đèn này nó có chế độ cảm ứng nhanh nhẹt và chạy auto tự động. Nó kết hợp giữa đèn LED quét tia 7 màu và đèn laser. Đèn sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 50 mét vuông. Đây là một mẫu đèn có giá rất là rẻ, phù hợp để mọi người mua trang trí vui chơi tại nhà hoặc là mua đi show hoặc mua cho thuê, rất là phù hợp. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.